stop. Rồi, xin chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta lại trở lại với OMG Baqui. Vừa rồi thì mình có mượn một cái arc. Cái arc này là cái arc của bạn với Facebook là Hưởng Exciter. Bạn này là cái bạn mà hôm nọ đã cho mình mượn cái arc top 1 để mà làm clip cho anh em xem đấy. Thì hôm nay không biết là bạn đã kiếm đâu được một cái arc nữa. Arc này cũng là một cái arc top 1. Không biết bạn kiếm được làm arc thật. Chịu luôn. Toàn arc top 1 phải sợ chứ. Cái arc này thì hiện tại đang sở hữu VIP 12 với lực chiến là gần 24 triệu, 23.900.000 đó, gần 24 triệu rồi. Đây, cái arc này thì hiện tại đang nuôi hai tướng đỏ gồm Trương Liêu và Tư Mã Ý kèm theo chân Hạ Hào Đôn. Phải nói là chân Hạ Hào Đôn khi mà lần đầu tiên anh em nhìn ấy thì phải nhận là con này là một trong những cái con tướng ở trong cái game OMG Baqui đẹp nhất khi mà lên chân tướng anh em ạ. Thực sự rất là đẹp, cực kỳ phê. Tướng với chân 14 nên được chân tướng. Cái ngoại hình của nó nhận là nhìn rất là phê anh em ạ. Nhìn ngắm mãi luôn, chẳng muốn rời. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái đội hình, cái arc của bạn ấy. Thì hiện tại main đang sở hữu cái bộ thời trang. Sao không cho con kim long mà đẹp hơn nhỉ? Mình nghĩ là kim long sẽ đẹp hơn. Kim kê luôn, băng phục. Bạn ấy đang sở hữu trong mình 4 cái trang phục. Rồi gồm băng phục này, kim kê, kim long và xương lâm. Đó. Main thì chúng ta không nói nhá, tại vì main là một trong những cái con tướng mà hiện nay không ai lui cả, gọi là để cho nó có đẹp trong cái đội hình thôi. Rồi chúng ta sẽ đến nhân vật chính của cái arc này là chính là về con Hạ Hào Đôn, chân tướng Hạ Hào Đôn cộng 12. Hạ Hào Đôn đang sở hữu trong mình 4 cái bộ trang bị với chất 25. Đó. Cái áo giáp thì là 4 sao, còn lại là 3 sao. Cộng 60. Hai cái trang sức level 130 và level 110. Cộng 26 và 30. Phê nha. 2 sao luôn. Với cái con thiên long là 7 sao. 3 sao là chính là cái bảo vật của con Hạ Hào Đôn, nàng nhẫn cháo cộng 60. Cái thần binh đang cộng 6. 6 cái thiên phú cho anh em xem luôn. Rất là phê. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Dù cho chuyển sang cái đồ họa GP hay là cái đồ họa nó to hơn thì rất là phê anh em ạ, rất là đẹp. Đã luôn. Đây là cái bộ chiến hồn cho con chân Hạ Hào Đôn. Với chân hạ phàm, phá trúc, thọ tỷ, sinh tức, kiên bản, cương thiết, chí kích và bất hoại. Tất cả đều cộng 50, cộng 6, cộng 5, cộng 7, cộng 4, cộng 2. Đó. Cộng nào cũng có. Về đấy. Về của lòng đấy anh em ạ. Đôi mắt của ta, người muốn thì cứ lấy đi. Giác tỉnh của nó đây. Đây là cái điểm thiên phú giác tỉnh cho con Hạ Hào Đôn, chân Hạ Hào Đôn. Sát thương công thường cộng 5. Đó. Con này bây giờ nó gọi là cân cả thế giới luôn anh em ạ. Không ngán ai cả. Cái arc này thì hiện tại đang ở cái server S30 nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ xem qua về cái tướng tinh với bậc 56. Điểm tẩy luyện đang ở cái điểm tấn công. Cộng 1.000, 10 sao. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với con Thái Vân Cơ cộng 12. 3 cái trang bị phẩm chất 19, còn lại một cái trang bị phẩm chất 18. Cộng 40. 2 cái trang sức đỏ. Cộng 10 và cộng 13, level 70 và 71. Panda là 5 sao. Bảo vật cộng 60 đỏ. Với cái thần binh chưa kích hoạt thuộc tính.
Đó, chiến hồn cho con Thái Văn Cơ. Hạ phàm mưu trí thọ tỷ bất hoại trí kích cương thiết kiên bạt và sinh tức. Đó, đây là cái phần tướng tinh. Tướng tinh là bậc 41 rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với con Tư Mã Ý cộng 10. Bộ trang bị chất 18. Hiện tại hai cái trang sức vẫn chưa lên đỏ và chỉ duy nhất là một cái bảo vật lên đỏ cộng 48. Con Kim Giáp Hùng là 7 sao. Cái thần binh là chưa kích hoạt thuộc tính. Vẫn vậy. Đây là cái chiến hồn cho con Tư Mã Ý. Hạ phàm mưu trí chỉ kích sinh tức thọ tỷ cương thiết kiên bạt và bất hoại. Ta sẽ đứng xem các tướng tinh là bậc 40 và level 1. Rồi chúng ta sẽ đến với con thứ tiếp theo. Có thể bớt gian trá. Đó là Tuân Úc. Tuân Úc cộng 12 đã lên đỏ rồi. Ta sẽ chủ công. Có thể bớt gian trá. Ta sẽ làm dân công chủ công. Sở hữu cho mình 4 cái bộ trang bị của phép thuật 18 này, 2 cái trang sức chưa lên đỏ level 60 cộng 10, xích nong 3 sao, bảo vật cộng 51 đỏ nhưng mà thần binh vẫn chưa kích hoạt. Chỉ có mỗi con Hạ Hảo Đôn là con này được kích hoạt cái thần binh thôi, còn lại tất cả các tướng đều chưa kích hoạt thần binh. Đó, đây là cái phần chiến hồn cho con Tuân Úc cộng 12. Hạ phàm mưu trí thọ tỷ diệu hồi cương thiết kiên bạt trí kích và chưa thêm một cái nữa, bọn nó vẫn để trống. Con này đã có tướng tinh là bậc 55 nha anh em. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến với con Trương Liêu cộng 12. Ba cái trang bị phẩm chất 20 và một cái trang bị phẩm chất 18, kích hoạt hai cái thuộc tính. Con này là của cái này là vũ phượng vũ phiến là của con điêu thuyền, mình nhớ không nhầm thì là thế. Hai cái trang sức cộng 19 và cộng 20 level 100, với xích long 4 sao, bảo vật cộng 56 đỏ. Đấy, chiến hồn cho con Trương Liêu. Nhớ cho anh em xem cái sức mạnh của cái đội hình này khi mà dồn toàn bộ vào trái con Hạ Hảo Đôn. Tướng tinh là bậc 55 nha anh em. Đây là toàn bộ cái tướng đồng hành cho cái đội hình này. Trợ viện trợ uy. Ôi, đỡ tay ấn đang tăng level rồi. Đây là phần trợ chiến quân. Tạo nhân cộng 6, quách gia cộng 7, điểm vi cộng 3. Đây là phần bố trận cho cái đội hình này, rất là quen thuộc rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ thử vào cái bảng xếp hạng. Thì cái ác này đang ở top 1 rồi. Đánh thì bây giờ không sợ ai cả, nhưng mà mình muốn cho anh em xem về cái sức mạnh của đội hình này khi mà toàn bộ những cái đồ gọi là đẳng cấp nhất thì hiện nay đã dồn vào con Hạ Hảo Đôn. Chúng ta sẽ thử vào phần rèn luyện với một cái top 2 VIP 11. Con Hạ Hảo Đôn bên kia rất là khỏe anh em ạ. Em có thể thấy là cái con Tư Mã Ý ulti mà con Hạ Hảo Đôn kia không mất một tí máu nào luôn. Mên Kim Long Trương Liêu. Đó, anh thấy là cái skill của cái con chân Hạ Đôn thì rất là đẹp. Đứng cấp thần sầu. Tuân Úc. Hiện nay thì cái ác này vẫn chưa có con phép trợ chiến anh ạ.
vẫn chưa có vết thợ chiến luôn. Kiếm được cái vết trợ chiến thì rất là khó anh ạ, không phải đơn giản thế nào cả. Hấp thụ. Càng nhìn con chân hạ ảo đôn này anh em cảm thấy nó mê luôn, thực sự rất là đẹp. Sau này nếu mà giả dụ như là con hạ ảo đôn là lên được cái tướng vàng nữa thì không biết là cái ngoại hình của nó sẽ thay đổi như nào. Rồi thôi. Tem kia mà mất hạ ảo đôn là kiểu gì thôi mà không thể nào thắng nổi đâu. Chắc là tem kia sẽ thua. Đó. 23 triệu. Đánh với 22 triệu 6. 21 triệu. Ok, đánh với tem thục một tí nhỉ. Tiếp tục đánh với một cái tem thục là Black Panther. Thôi đóng băng hai con tướng của mình lại rồi. Tư Mã Ý và con Hạo Đôn đã bị đóng băng lại. Diệp Vân. Ôi, chết luôn Tư Mã Ý. Tuy là Hạ Đôn bị chân Hạ Đôn bị đóng băng nhưng mà khi mà hết đóng băng rồi thì bọn này chắc chắn là sẽ cục luôn. Đó thì còn ulti phát là con chân Quan Vũ và main kia sẽ gặp sẽ sập luôn. Không ăn nhầm nhò gì hết. Triệu Vân ulti mà Hạ Đôn mất rất là ít máu. Thật chết. Đó, Quan Vũ ulti thì mất một ít máu. Kết sức này, phá giáp luôn. Hấp thụ. Ôi, vẫn được bị ulti tiếp. Nhưng mà không ăn thua. Mã tắc, mã con Tuấn Úc bị đóng băng rồi. Con Hạo Đôn kia mà bị đóng băng nữa thì chắc là cái trận đấu này sẽ phải kéo dài thêm. Trường Liêu ulti phát là Triệu Vân đi luôn rồi. Rồi ok, cái ác này sẽ win. Ôi giời, 2 triệu 6 đàm đấy kìa, chống làm sao rồi. Đó, sức mạnh của cái ác này đã được thể hiện qua hai cái màn solo vừa nãy rồi. Nhìn rất là phê. Mình nghĩ là cái ác này phó bản nó sẽ vẫn chưa full. Còn 3 cái phó bản nữa thì chỉ mới có 10 sao trên tổng số 30 sao. 3 cái ải rất là khó luôn. Những cái lính của nó đánh rất là thốn. Rồi ok, đó là toàn bộ cái clip ngày hôm nay. Anh em gì có thắc mắc gì về cái đội hình này thì có thể là inbox bạn Hưởng Exciter. Mình sẽ để dưới cái phần mô tả của video. Không biết là bạn kiếm đâu lắm cái ác top 1 vậy. Cực kỳ sướng luôn. Rồi cảm ơn bạn Hưởng Exciter đã cho mình một cái ác này để hoàn thiện clip. Anh em có thắc mắc gì có thể là comment phía dưới video. Mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi của anh em về cái tựa game này mà mình biết được. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo của tựa game OMG 3Q, cũng như là nhiều những tựa game khác. Nếu mà anh em ủng hộ mình ấy, thì đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh, một chia sẻ cũng như là một like để mà ủng hộ mình. Rồi xin chào anh em và hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nha. Ôi, ở đây còn nhiều quách gia vậy.